không biết bữa giờ sao nữa mà thấy nhiều bạn cứ gửi loa với âm ly bên mình nhiều ghê luôn, cộng thêm mấy cái bếp ga nữa. Đây, một cái bộ loa mà dài ghê luôn, hình như gần cả mét mọi người. Rồi cái thùng này là một cái bếp điện từ. Đặc biệt các mọi người lưu ý nha, bếp điện từ cái mặt của nó là mặt kính, cho nên khi mọi người gửi hàng hay mọi người mua online á, là ở bên kia mặc dù là người ta gửi tới mọi người là người ta đóng kỹ rồi, nhưng thực tế nha là vận chuyển nó vẫn rất là dễ vỡ. Cho nên khi mà hàng này về bên mình sẽ check lại nữa và tụi mình sẽ xem là người ta gói về có ổn chưa. Nếu mà tụi mình thấy là có khả năng là sẽ vỡ cái mặt kính của mọi người á, thì tụi mình sẽ khuyên mọi người có nên đóng gói không, thì tụi mình sẽ nhắn trước. Còn nếu mấy bạn vẫn muốn để nguyên như vậy thì tụi mình vẫn để nguyên nha. Nhưng nếu có trách nhiệm, có vấn đề gì là tụi mình không có chịu trách nhiệm được nha. Tại vì mọi người biết sao không, nhiều khi cách đóng gói này là cách đóng gói chỉ phù hợp với vận chuyển ở trong nước thôi, trong nội địa thôi. Nhưng khi vận chuyển quốc tế là vận chuyển đường dài á, thì nhiều khi còn rung lắc thì có khả năng nó sẽ vỡ mặt kính của mọi người nữa. Cho nên mấy bạn mà gửi mấy cái bếp ga mà cái dạng bít kính được cường lực như thế này nè, mọi người nhớ lưu ý về cách đóng gói nha, gói kỹ nhất có thể. Còn bên mình thì cứ hàng về là tụi mình sẽ check và cũng sẽ báo cho khách biết thôi. Còn khách muốn như thế nào thì tụi mình vẫn gọi là làm theo yêu cầu của khách hết. Nhưng mà không thường thì tụi mình luôn muốn là khách nhận được cục hàng nó an toàn, cho nên là mình khuyên thôi. Còn khách muốn sao thì tụi mình làm vậy. Còn mấy cái bộ loa thì thông thường thì mọi người cứ mua chống sắp, mọi người bọc là mình thấy ok rồi. Mình cũng gửi về thường xuyên luôn. Như bữa nay này cũng có một bạn gửi về một cái cây loa dài, hình như là gần cả mét, với một cặp loa ngắn loại nhỏ mini, hình như là cao gần 50 hay 30 gì đó. Thì bên đây mình cũng xử lý. Nhưng mà dạo gần đây nha, các bạn thường xuyên gửi lo, mình không biết là lo bên Nhật nó rẻ hay sao á, mà các bạn gửi lo với bếp ga nhiều ghê luôn. Bữa nay mình nhận được tổng hành như gần 2 cặp đó mọi người, là 2 cặp dài, 2 cặp ngắn. Nhưng mà lo của hãng Sony mà mình thấy cái cỡ của nó cũng vừa. Nhưng mà bên mình nó là mấy cái lo đài này gửi về bình thường hết, cho nên là những bạn nào mà đang kinh doanh hoặc là đang muốn gửi những cái sản phẩm này về thì bình thường bên mình nhận hết nha. Và đặc biệt á là những cái sản phẩm này bên mình nhận là có giấy tờ hoặc là cũ đồ mới thì được hết. Còn riêng bếp ga, nếu mà bếp ga không thường không có sao hết, bên mình xử lý đưa về rất là nhẹ nhàng. Nhưng bếp ga cường lực đó là mọi người chú ý cách đóng gói nha. Tại vì bên mình đã gặp trường hợp là khách cứ kêu để nguyên như vậy á, nhưng đến khi người nhà nhận là bị nét mọi người nha. Còn khách còn chụp hình cho bên mình xem nữa, nhưng mà cái đó không lại, nó nằm ngoài phạm vi của bên mình. Bên mình là chỉ chịu trách nhiệm đối với cái việc vận chuyển quốc tế thôi, còn vận chuyển nội địa thì mình không có cam kết được. Cho nên là tụi mình đi check hàng là sẽ khuyên khách, nếu khách muốn thì mình để nguyên, còn nếu khách muốn đóng gói thì mình đóng gói nha.